Ok, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Tôi quay trở lại ở đây anh em ơi. Đấy, thì trong cái clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau test cái meta mới anh em nhá. Để cùng nhau chơi những cái đội hình ở trong meta mới. Ở trong meta mới thì nó có khá nhiều những cái thay đổi. Đấy, thứ nhất là chúng ta có thêm tướng, cái con tướng mới. Và thứ hai là chúng ta có một cái nó gọi là giới hạn truyền thuyết, nó đã quay trở lại. Đấy, ở trong giới hạn truyền thuyết ở trong cái trận đấu này, anh em có thể thấy là nó sẽ có những cái con 5 đô và đặc biệt là nó có cái con tướng mới. Nên là cái trận này chúng ta có thể chúng ta sẽ test những cái lineup mà chơi với cái con tướng mới được nha anh em nhá. Rồi. Lava Shaman hai đỏ cũng được nhưng mà thôi. Tôi vẫn ưu tiên là một tiền trước đã, một tiền như cái con mạnh một tiền lên 2 sao sớm. Đấy, lại ra Lava Shaman này. Ok, chúng ta có hai đỏ. Được. Đầu game thì tôi vẫn hay ưu tiên những cái con một tiền tôi mua nhiều hơn. Bởi vì những cái round đầu những cái con một tiền nó rất là dễ ra, nó rất là dễ ra cặp để có thể lên được 2 sao. Đấy, trong khi là những cái con 2 tiền ấy thì chúng ta khó lên được 2 sao hơn. Chứ mà nói thật với anh em là nếu mà lên 2 tiền 2 sao sớm từ đầu game thì chắc chắn là đánh được chuỗi thắng. Nhưng mà nó khó lắm. Thường thì chúng ta tích một tiền. Chúng ta tích thì nó cũng sẽ không mất quá nhiều tiền để ôm. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà chúng ta lên được 2 sao ấy, sau này chúng ta bán đi để chúng ta thay cái con khác vào ấy, thì nó cũng sẽ không mất quá nhiều tiền. Chúng ta sẽ không bị lỗ khi mà chúng ta bán. Ok, ở đây có cái bố set ngon rồi. Được đấy. Đấy, ở đây là có bố set này. Được. Hôm nay tôi sẽ test cái meta mới anh em nhá. Meta mới thì có tướng mới. Con tướng mới thuộc cái tộc Sivet. Và không biết là có ra mèo để chơi Sivet sớm không. Thường là bây giờ là phải ra hai con mèo cơ anh em ạ. Chỉ còn một con mèo thì lại không kích được Sivet anh em nhá. Cho các anh em nào mà đến hôm nay vẫn chưa chơi meta mới mà đang đợi video clip của tôi nhận định về meta, thì hôm nay sẽ chia sẻ cho anh em cái điều quan trọng này, chính là cái sự thay đổi rất là lớn ở cái bộ Sivet. Cái bộ Sivet ấy phải hai con mèo mới kích hoạt được nha anh em nhá. Hai con mèo 3 tiền mới kích hoạt được. Còn nếu mà anh em có mèo 5 tiền ấy, mèo 5 đô thì anh em chỉ cần một con mèo thôi. Đấy, bởi vì cái con mèo đấy nó gọi ra một con nữa thì nó là hai con. Nhưng mà cái con mèo 3 tiền thì nó không có cái khả năng gọi ra con giống hệt. Nên là chúng ta phải có hai con giống nhau. Ok. Bài này khả năng 4 đỏ sớm này. Ui, trận này có cả XGame88 này. Anh em có biết kênh XGame88 không? Đấy cũng là một trong những cái kênh làm về cái nội dung auto chat rất là hay. Anh em XGame88 là làm cùng cái thời điểm cùng với anh em chơi khuya đấy. Nhưng mà kênh của anh em XGame88 thì có vẻ như là không được đề xuất nhiều. Đấy, chính vì thế là không biết là đã được 1000 sub chưa, lâu lâu rồi tôi cũng chưa có vào kênh của anh em. Đấy, nên là anh em ở trên kênh có thể là anh em vẫn chưa biết đến kênh đấy thì anh em thử xem một lần đấy. Biết đâu các anh em lại hợp. Đấy, nhiều khi các anh em có rất nhiều anti xem kênh tôi bởi vì là không hợp, không thích kênh tôi. Thế nhưng mà lại cứ vào xem. Đấy, thế nó mới lại buồn cười đấy. Đấy, thế nên là anh em nào mà không hợp thì thôi anh em có thể là tìm những cái kênh khác. Đấy, biết đâu đấy đúng không? Thì anh em thử vào xem, biết đâu lại hợp với anh em. Kênh tôi thì tôi nói rồi, tôi không có thay đổi đâu. Nó vẫn thế đấy mà. Nhiều ông là cứ bắt tôi phải thay đổi thế này thế kia. Nhưng mà tôi đang phục vụ cho những cái người mà đang thích tôi cơ mà. Đấy nên là tôi phải gì tôi phải thay đổi đâu. Bây giờ tôi thay đổi biết đâu những cái người đang thích tôi lại quay sang lại quay xe không thích tôi nữa. Đấy, để chỉ là phục vụ cho những cái ông mà đang không thích tôi. Nó rất là buồn cười ở cái chỗ đấy. Những cái yêu cầu mà nó rất là quái oăm. Và đương nhiên là tôi sẽ không thể nào mà tôi có thể là thực hiện được rồi nhá. Thế nên là anh em có thể có rất nhiều các cái sự lựa chọn ở các cái kênh khác. Có rất nhiều kênh làm về auto chat trong cái đợt này. Đấy, anh em biết là bởi vì là làm sao thì cái những cái người chơi ấy ở trong cái bộ môn này nó cũng nhiều hơn. Game auto chat cũng phát triển hơn, nhiều người chơi hơn thì cũng sẽ có rất nhiều người làm cái nội dung này, khai thác về cái nội dung ở trên YouTube cũng như là có cả Facebook rồi như kênh khác nữa. Đấy, TikTok chẳng hạn, biết đâu bây giờ lên TikTok lại có người làm về auto chat ấy. Tôi cũng không rõ đâu, nhưng mà anh em có thể tìm nhiều kênh mà. Bây giờ anh em cứ coi cái kênh của tôi như cái nhà hàng ấy, cái cửa hàng ấy anh em. Đấy, anh em vào thì tôi là cái chủ nhà hàng, anh em là thực khách.
Đấy thì anh em vào anh em ăn, anh em thấy chán anh em kêu đúng không? Anh em bảo tôi là thay đổi. Nhưng mà anh em là cái người mà khách mới. Đấy, tôi thì cũng có khách quen và ăn quen những cái món ăn của tôi rồi. Đấy thì bây giờ anh em là khách mới đúng không? Anh em vào cửa hàng của tôi và anh em mong muốn là tôi phải phục vụ riêng cho anh em. Đấy, để thay đổi những cái món ăn mà tôi đang phục vụ cho mọi người, để phục vụ một mình anh em, thì chắc chắn anh em phải là mua cái gói VIP Pro. Đấy, cái gói khách VIP nha anh em nhá. Mà VIP là như nào? Thì anh em nhìn thấy cái dòng chữ chạy ở phía trên không? Đấy, bây giờ nhá, mà anh em Trần Đức Trung nhỉ, và bây giờ bảo tôi xào lấu cái món nào mà riêng anh em, chắc chắn là có luôn. Đấy, chắc chắn là nếu mà bảo bây giờ anh em Trần Đức Trung bảo thôi anh em cười ít đi, kể cả như này anh ơi, anh đừng nói nữa, anh đừng nói trong clip nữa. Đấy thì rồi anh em xem. Đấy, nếu mà anh em Trần Đức Trung bảo là tôi, chắc chắn là tôi sẽ im luôn. Đấy, không nói đâu. Nhưng mà anh em Trần Đức Trung thì cứ bảo là tôi nói nhiều lên cho nó vui. Mà cái hôm nào mà tôi nói ít mà tôi có vẻ trầm tính một tí vì tôi mệt ấy, thì nhiều anh em cứ bảo là hôm nay sao mà anh nghiêm túc thế, hay là hôm nay sao mà anh ỉu thế. Đấy, ỉu anh em ạ, ỉu lắm. Tôi nói thật với anh em cũng thế thôi. Anh em bây giờ anh em cả ngày anh em làm việc nhá, đúng không? Xong rồi đến tối anh em về anh em chỉ có vật ra anh em làm, anh em xem YouTube là đã sướng lắm rồi. Đấy, tôi chỉ thích thế thôi. Đấy, nhưng mà đâu có được thế, vẫn phải là coi như là làm clip phục vụ anh em. Đấy, nhiều khi là không muốn chơi luôn. Đấy, cũng không muốn coi như là ngồi ghi âm ghi ức cả. Nếu mà có chơi ý, thì chỉ là chơi cho nó vui thôi, chứ còn đâu có ngồi mà coi như là còn ghi âm nữa cho nó mệt ra. Thế nhưng mà không anh em ạ. Đấy, đó là một cái, tôi đã nói rồi, đây là coi như là một cái công việc. Và cái công việc này là một cái công việc tạo niềm vui cho mọi người. Đấy, anh em hiểu không? Đấy, thế nên là tôi cố gắng là ở trong những clip tôi có thể tôi nói nhiều một chút. Đấy, tôi hơi bị tăng động một chút, nhưng mà cũng cuối cùng cũng là chỉ là làm gì? Để phục vụ anh em, tạo niềm vui cho anh em. Đấy, tiếp thêm một chút gì đấy năng lượng tích cực của tôi truyền đến anh em chả. Anh em có thấy thế không? Đấy, chứ còn tôi thấy là cũng có nhiều người bảo là xem xong clip của tôi thấy nó vui hơn. Đấy, hoặc là xem xong clip của tôi thì ngủ ngon hơn. Đấy, hoặc là đêm là cứ phải xem clip của tôi mới ngủ được. Đấy, đó là phục vụ cho những anh em đó đó. Đấy, chứ không phải là phục vụ cho các anh em mà cứ chê tôi, chê thì xem làm cái gì, đúng không? Đấy, xin nhắc lại một lần nữa nhá, có rất nhiều các cái kênh khác lựa chọn để anh em có thể chọn lựa được. Đấy, có nhiều ông là tôi thấy là có là tụ họp vào một cái kênh khác, à, toàn anti tôi thôi, nhưng mà đấy tụ họp vào cái kênh đấy thì tôi nghĩ là cũng hợp lý. Đúng không? Ui, nói chuyện một lúc xong để ra 10 luôn này. Hôm nay tại sao mà tôi lại nói nhiều đến cái việc này đến như thế, thì bởi vì là hôm nay có ông bảo là xem clip của tôi cứ phải tắt tiếng. Ủa, thật. Tôi đọc xong mà tôi thật sự tôi rất buồn luôn. Buồn bởi vì làm sao? Bởi vì là chả nhẽ mình lại như thế, mình lại coi như là cái giọng mình nó lại khổ như thế sao? Nó lại làm cho người ta cảm thấy nó chán ghét đến như thế sao? Để mà người ta phải tắt tiếng của mình đi, người ta mới xem được clip. Đấy, anh em thấy không? Và đó là một cái sự xúc phạm khi mà đã vào kênh của mình rồi còn nói thế. Và chắc chắn là cái bình luận đấy thì chắc chắn tôi nói thật với anh em là không bao giờ có thể là tồn tại ở trên kênh. Khi mà tôi đã đọc được thì chắc chắn là nó sẽ bị xóa, khẳng định là như thế. Nhưng mà tôi cũng xin chia sẻ luôn ở trong cái clip này để anh em rõ. Thế là nếu mà không thích nhau thì cũng không phải đến với nhau. Sao mà không thích nhau nhưng mà vẫn cứ phải đến với nhau là như nào thì tôi không hiểu. À, có phải đấy là nó một cái lời của một cái bài hát không? Có phải không? Tôi nhớ có một cái câu là nó là tại sao không yêu nhau cứ phải đến với nhau. Đấy. Có phải bài đấy không? Tôi chết rồi, đúng rồi. Khẳng định là đây là fan của Tuấn Hưng. Đúng, chính xác. Muốn đem lý thuyết ra thực hành mà. Khổ. Rồi, chắc chuyện này chơi Metalist anh em ạ. Metalist rồi. Tôi vẫn sẽ không ghép cái giáp xoay vội nha anh em nhá. Tí nữa để chấm lan. Chấm lan vẫn ngon hơn. Ok. Bởi vì ra hai con gấu tổ rồi nên là tôi chắc là tôi Metalist thôi anh em ạ. Trận này có cả ngộ không. 6 đỏ Metalist anh em nhá. Thử nghiệm tí. Thử nghiệm meta mới xem nào. Không được cái tí nữa chuyển tí. Anh em cứ bình tĩnh nhá. Anh em đừng có coi như là vội đánh giá đội hình này.
Tôi biết, mấy hôm trước là tôi vừa mới chơi cái bộ này xong. Cụ thể là mới cách đây có 2 hôm thôi, là cũng vừa mới ra clip. Chắc là cũng anh em cũng xem rồi, nhưng mà từ từ bình tĩnh. Không có gì mà phải vội cả anh em nhá, cứ bình tĩnh. Chắc gì tôi đã chơi đỏ, bây giờ tạm thời đỏ đã. Thế thôi, tạm thời thôi nhá, cứ bình tĩnh. Xem mấy đoạn này bảo úi rồi sờ farm Metalit đỏ à. Ê chết, tôi làm gì có cái sờ farm anh em. Này cứ soi liên tục rồi. Eco cắt chuỗi à? Eco Eco xả tiền cắt chuỗi đúng không? Hay như nào? Xả tiền đi. Đấy, ăn đây, ăn đây. Tôi mà thấy có dấu hiệu và cái 50 tiền kia mà nó tụt xuống nhá, anh em biết là tôi sẽ làm gì rồi đấy. Không có đâu anh em ơi. Tôi chỉ cần nhìn cái số 50 kia thôi mà nó tụt một phát xuống rồi này. Chắc chắn rồi. Nó sẽ là hết tiền. Không nói nhiều, cứ bình tĩnh. Đến khi nào mà nó bắt đầu nó roll nhá thì tôi bắt đầu tôi xả tiền. Yên tâm. Đơn giản đấy mà, có cái gì đâu. Tôi mà đã không đánh chuỗi thôi, tôi đánh chuỗi chắc chắn là cái chuỗi này nó sẽ giữ được mãi mãi. Ô, đừng 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 đừng, mình tính. Không gái, không gái. Mình tính nha. Nói giữ được mãi mãi, rao sau mất chuỗi luôn thì vãi cứt luôn. Bình tĩnh anh em ạ. Xì xóa nhá, thử phui mồm nhá. Bình tĩnh, rồi. Đội hình này vẫn yếu, mới có 4 đỏ thôi, chưa có 4 Metalit. Lên 8, 4 đỏ 4 Metalit được. Lên level 8 kẹp với cả 2 Wizard kích hệ 4 Metalit luôn. Chắc là lên 8 nếu mà không có gì thay đổi sẽ phải roll mấy cái đấy. Mình tính, cố gắng sống sót được đến cái round. Ở đây là round 15. Trên này có beat này. Ok, vẫn ăn được rồi. Ok, chắc chưa? Chắc ăn được không đấy? Ê, cẩn thận nhá, thằng này 4 beat. Ui, phải giết được con Tuka có đồ. Đấm nhanh quá kia. Thôi chết rồi. Ôi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Hỏng rồi, hỏng rồi. Hỏng, 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 hỏng. Ôi kìa. Mẹ lướt qua phát chết luôn ạ. Ảo thật sự. Căng thật sự luôn. Rồi. Round 14, còn một round nữa thôi. Cố lên nào. Một round nữa thôi, hy vọng là tôi sẽ có thể là giữ chuôi đến cái round này. Được không? Đang coi bộ 6 Saman này à? Ui, 6 Saman meta mới có vẻ mạnh đấy anh em ạ. Đấy, 6 Saman nhá, còn cái bộ 6 Saman á, chúng ta cũng phải như là để tâm đến cái bộ 6 Saman mới được. 6 Saman nó rất là khỏe đấy anh em ạ. Bởi vì làm sao? Bởi vì những cái con Saman ấy nó hóa bây giờ nha, nếu mà chơi chuyển sang 6 Saman là nó hóa liên tục luôn. Cứ 20 giây là nó sẽ cộng thêm 2 tiền. Đấy. Chứ nó không như là ngày trước là nó cố định đúng không? Nó hóa xong là 4 Saman là nó cố định luôn cái con đấy. Nhưng bây giờ nó cộng thêm. Đấy, cộng thêm 2 tiền nữa. Ui thằng này khỏe này. Ăn nổi không? Phải đấy. Ui rồi ôi, hay quá. Căng thật sự. Cái cơ chế của bọn Saman ấy bây giờ là nếu mà anh em đủ 6 Saman nhá, thì tôi lấy ví dụ như là anh em có một cái con một đô đi, một đô và anh em có một sao thôi. Đấy, anh em bỏ vào đúng không? Thì cái con đấy sau cái lần hóa thứ nhất thì nó sẽ là cộng thêm 2 tiền, nó sẽ là con 3 tiền. Và cái lần hóa thứ hai nó sẽ là cái con 5 tiền. Tương đương 5 tiền là nó sẽ tương đương với cả 4 đô 2 sao đấy. Căng không? Đây này, ui rồi cái ông Xgame 88 này có vẻ như là vừa chơi vừa xem YouTube hay là vừa chơi vừa cho con ăn à? Người ta chào từ đầu game đến bây giờ tận ra 15 rồi. Gần 20 phút trôi qua rồi và bây giờ mới chào lại. Kiểu này là kiểu AFK ra xem YouTube rồi. Hay quá nhờ. Giao sau là chúng ta kiếm thêm một con Wizard nữa anh em nhé. Chuỗi này giữ lâu ấy. Một Wizard nữa thôi. Một Wizard nữa và có thêm. Ui rồi được rồi, hợp lý luôn. Hợp lý quá.
Hay quá nhờ. Bây giờ Phong Vũ lên được 2 sao nữa thì nó cứ phải gọi là tuyệt vời luôn. Blink cái này. Có nên ghép cái giáp xoay luôn không nhỉ? Bây giờ đang có cái thằng là có chuỗi ấy. Lấy cái giáp xoay để cắt chuỗi nó. Thực ra cái tầm này mà anh em muốn là chắc chắn là đánh được kiểu chuỗi thắng hay là cắt chuỗi của người khác ấy, anh em phải có 3 món đồ tím. Anh em ạ, chắc là tôi ghép luôn thôi. Không có đủ 3 món đồ tím không ăn được đâu. Đấy là chưa kể là cái con này của tôi là con chưa lên được 2 sao. Nên tôi khả năng là ghép luôn này. Ghép luôn. Ghép cho nó chắc kèo anh em ạ. Mặc dù là cũng 4 metalit, cũng 4 đỏ đấy, nhưng mà vẫn chưa ăn thua đâu. Bài bọn nó mạnh lắm. Bài này bọn nó mạnh. Để cái thằng BP Thò nha, Thò kia là cẩn thận đấy. Thấy tiền tiền của nó một cái mà nó đang có chuôi trừ 10 kia mà nó cắt chuôi một cái là phải ấy luôn. Ui ui. Thế thì tôi quả trứng này là cho Ngộ Không thôi. Ok chưa? Dồn đồ cho Ngộ Không. Từ từ nha. Bình tĩnh. Wizard có cần không? Wizard cần gì nữa đâu, đủ rồi. Nhưng mà kích hệ 6 đỏ thì vẫn cần Wizard anh em ạ. Từ từ đã, bình tĩnh. Chắc là chúng ta chưa kịp form 6 đỏ đâu. Nếu mà có Wizard thì tí nữa form 6 đỏ. Nhưng mà 6 đỏ ra là không đủ thì có thể kích hoạt Wizard cũng được. Khi chúng ta lên 10. Bây giờ dính thẳng lên 9 cũng được. Nhưng mà tôi nghĩ là không cần đâu. Tôi nghĩ như này là đủ ăn rồi. Ui trận này có nhiều người chơi đỏ này. X-Game 88 có chơi đỏ này. Trùng bộ à? Trùng bộ, nhưng mà trùng bộ tôi nghĩ là bây giờ là phải thay đổi thôi, chứ còn trùng bộ không ăn được đâu. Bây giờ tôi ra là từng ngày con rồi, tức là tôi đang được cái bộ đỏ độ rồi đấy. Đỏ metalit độ rồi anh em ạ. Bây giờ dí thẳng lên 9 cũng được nhá, nhưng mà tôi nghĩ là tầm này ra Ngộ Không là ăn được rồi. 4 metalit khỏe lắm. Kẹp với 4 đỏ thì bây giờ thực ra là 6 đỏ ấy. Với cả 4 đỏ thì nó cũng như nhau thôi, nó cũng chả khác gì nhau. Ui thằng kia mất chuỗi kìa. Chán thế. Ui giấy, chưa kịp sang ạ. Mà thôi không sao. Bây giờ cái chuỗi này là không thằng nào ăn được, nói cho nhanh. Bây giờ thằng nào ăn được không? BP Thò kìa cưỡng rồi không? Nó xả hết tiền rồi kìa. Nhưng mà tôi nghĩ là bây giờ tôi có xả thì tôi cũng chỉ xả để kiếm con bộ không 2 sao à. Thế thì nó lại hơi vô lý quá. Bây giờ mà tôi roll ra được Ngộ Không 2 sao thì tôi nghĩ là 7 cái chơi còn lại chắc quýt hết. Thật sự luôn. Thôi để người khác chơi tử anh em ạ. Không người ta report tôi mất. Đừng bảo thua này nhá. 4 metalit thì thua làm sao được thằng này. Không thua được, không thua được. Ngộ Không có đồ mà. Ê đừng bảo thua nhá. Đừng bảo thua nhá. Ui nó quẹt thêm phát nữa kìa. Vẫn còn máu thôi sao à. Thế là ăn được rồi. Thế là ăn được rồi. Hay quá. Ơ xả hết tiền không cắt chuôi đâu, thức xuống hố rồi. Ok bạn ơi. Ôi giời ơi. Thôi option lên 9 thôi chứ còn làm gì nữa. Thực ra bây giờ mà lên 10 luôn ấy mà kiếm 6 đỏ vào thì nó cũng chẳng mạnh hơn anh em ạ. Thực ra 6 đỏ với 4 đỏ bây giờ nó như nhau mà máu còn nhiều. Chơi 6 đỏ là phải để máu xuống thấp cơ. Thế nên muốn để máu xuống thấp thì chắc chắn là phải mất chuỗi, đúng không? Đấy, ui mà từ nha, đâu này gặp thằng cây, từ từ đã, roll anh em ơi, nó xả hết tiền rồi. Lên 9, giữ chuỗi cái, nhẹ nhàng tình cảm thôi. Bỏ một đỏ ra. Ok. Tạm thời chơi 3 đỏ vậy. Kẹp cá vào anh em ạ, nó xả hết tiền, nó cắt chuỗi tôi đấy. Càng thật sự. Ui mà vẫn thua nhỉ. Thôi xong rồi anh em ơi. Thằng này nó ra được cái con Saman 4 đô. 4 đô 2 sao. Ui giời ơi, bị hack thua rồi. Chán thế, cứ xả tiền là mất chuỗi thôi. Cày thật sự luôn ấy. Dạo này toàn xả tiền xong rồi mất chuỗi, cay thật. Thực ra cái quả đấy là tôi cũng nhận thấy là nó xả tiền rồi, nhưng mà tôi nhận ra hơi muộn anh em ạ. Tôi bị muộn quá.
Nếu mà nhận ra trước đấy khoảng 10 đến 20 giây thì có cơ hội là chắc chắn là nắm được cái phần thắng. Đấy, tôi phải roll thêm một vài cái nữa kiếm một con phong vũ 2 sao. Nhưng mà lúc đấy hết rồi, hết giờ rồi, không kịp roll. Chỉ kịp cho cá vào thôi. Lên 9 cho cá vào hết giờ. Quả đấy là hơi bị gọi như là kém nhạy cảm, đúng không? Chính xác. À, thôi không sao. Thực ra là chơi đỏ mà, chúng ta xác định luôn. À, sau cái round này thì tôi thả cho máu xuống tầm khoảng 20 máu, 30 máu. Ok. Chuyện này có hai thằng chơi Saman luôn. Thế mới biết là cái bộ Saman bây giờ nó mạnh cỡ như nào. Rồi bọn nó sẽ về 6 Saman hết rồi anh em ạ. Trận này là có đủ 6 Saman đấy. Tôi chơi 6 đỏ tí nữa tôi, nếu mà còn máu tôi chuyển sang Saman cho anh em xem nhá. Ok, chúng ta test meta mới luôn, có cái gì đâu. Rồi cái dao cứ để đấy nhá, tí nữa chém lan. Vẫn phải có cái chém lan anh em ạ. Trận này mà đen đến mức không ra nổi cái ngọc để ghép vào chém lan thì là quá đen. Vừa nãy là phải ghép luôn cái ngọc để giữ chuôi đấy chứ. Đấy, ghép với giáp xoay để giữ chuôi, nhưng mà ai ngờ chúng ta lại mất chuôi. Chỉ vì một cái pha như là kém tinh tế nó bị trí tuấn cơm. Chỉ cần là biết trước một chút thôi. Đấy, biết trước một chút thôi là xong rồi. Nhưng mà không, cứ phải đến cái giây cuối cùng mới biết, xử lý không kịp anh em ạ. Ok, đây này, anh em thấy không? Anh em thấy không? Hai thằng chơi Saman luôn, quá mạnh luôn đấy. Thể Saman nó thật sự là mạnh. Mạnh thật sự luôn. Tầm này tôi lên dần đến 10 rồi anh em ạ. Kệ thôi, máu cứ tụt xuống khoảng 20 máu. Đến lúc mà nó còn 20 máu tôi mới sợ. Thằng kia nó ra con Saman 5 đồ kìa. Càng đấy 9m đấy, có 9m, có 2m Saman. Chuyện này toàn mết luôn. Chuyện này toàn mết mà không có Tesu. Không có Tesu Lami. Tức là chúng ta sẽ không kẹp 6 cá rồi lướt game được. Chuyện này tôi lại không có cái BKB anh em ạ. Tôi ghép một cái giáp xoay rồi. Giáp xoay với cái dây chuyền kháng, không có BKB luôn. Thực ra là vẫn phải có cái dây chuyền kháng, bởi vì là chơi với Saman ấy. Cái bọn Mid Saman thì nó có cái khả năng hack. Đấy, mà nó toàn hack với con co thôi. Nó chắc chắn là phải có cái dây chuyền kháng để giải hack. BKB không giải được hack đâu. BKB vào cái bị hack là chết luôn. Vẫn phải có dây chuyền kháng, chơi cả hai mới được. Vừa có BKB vừa có dây chuyền kháng mới chơi có bọn Mid anh em ạ. Đó, như thế. Trận này thiếu đồ quá. Đây này, Saman nó to như máy rồi. Ăn được không? Không ăn được đâu. Tôi nghĩ là không ăn được. Vừa giết được con nào hai con đấy thôi. Hai thằng Mid Saman này, thằng Mid Saman nào nhiều máu hơn này thằng. Chắc chắn là cái thằng ít máu hơn nó sẽ thua. Thằng nào ít máu hơn thì tí nữa gặp nhau thì thằng nhiều máu hơn nó sẽ có lợi thế. Đấy. Ít máu hơn là nó phải xả tiền mà. Cái thằng nhiều máu hơn nó sẽ không phải xả tiền. Nó giữ tiền nó lên được 9 đến 10. Lên 9 đến 10 kiếm 5 đô vào. Trận này có nhiều thằng nó tranh con già ấy. Thế mà vẫn lên được con già 2 nhá. Thế là top 1 nó vẫn lên được con già 2. Thằng kia không lên được già 2. Khả năng là gặp cái thằng top 1 là cũng sẽ bay màu đó. Chơi cái thằng BP Thor kìa. Khả năng bay màu sớm á. Chơi Eco cho Saman. Eco Saman nhưng mà xả không ra thì xác định rồi là súng hố rồi. Chơi kiểu bất lão thế thì làm sao mà chơi được. Khó chơi lắm. Xả tiền không ra thì xác định luôn. Già cứ phải lên được 2 sao. Không lên được thì chắc chắn thôi. Trận này rất nhiều người chơi già luôn nhá. Trận này rất nhiều người chơi già. Cứ mỗi thằng ôm một con già. Bây giờ mà có con già tôi chắc chắn tôi ôm luôn đấy. Ờ ra thêm con già tôi ôm luôn. Đấy, ác không? Ác thật sự. Đấy, để yên tâm các bạn thích chơi Saman này tôi chiều luôn. Đấy, tí nữa tôi chơi Saman Metalist luôn cho anh em xem.
Ở đây tôi đã có là ở đây là 3 Saman rồi. Tôi không thèm chơi đỏ nữa, tí tôi chơi Saman anh em nhá. Nhưng mà tôi cứ phải lên 10. Lên 10 kiếm ngộ không 2 sao. Rune ngộ không 2 sao. Đây có trứng rồi. Một con nữa thôi, đập trứng luôn cho ngộ không. Không nói nhiều. Căng quá nhở. Chuyện này căng thật sự đấy anh em ạ. Round 24 sắp có nhà đi rồi. Khả năng là round này sẽ có người ra đi đấy. Sẽ không thể nào mà vượt qua cái round này đâu. Úi giời ơi, cái người ra đi là X-Game 88 à. Hoàn ra ngõ hẻm đến như thế là cùng như. Insectoid thì làm gì có cái cửa đâu. Ngộ không đây rồi. Ngộ không ở clear. Insectoid này kinh lắm. Thôi sao. Quá đèn cho đội X-Game 88. Ra đi ở trước cái thằng Xin top 1 cơ. Thằng Xin một lần top 8 à, Xin một lần top 8 kia. Hai máu nó còn ra đi sau. Hai máu chưa chắc nó ra đi ở đâu này đâu. Trông có vẻ khỏe phết đấy. Ui giời cũng đi luôn. Quá đen cho anh em đi game 88 gặp tôi. Đèn quá đi mất rồi. Rồi thôi, chúng ta lên dần lên 10 nhá. Round sau lên được 10 rồi. Lên 10 là kẹp vào Saman được. Bây giờ ra Storm Saman là chúng ta có 4 đỏ, 4 Saman, 4 Metalit. Đấy, xong chuyển dần về Saman thôi. Trận này Saman được chơi hàng Ryu luôn. Tôi có gấu Saman rồi anh em ạ. Chơi hàng Ryu luôn, bọn nó luôn. Thích chơi Saman, chơi luôn. Các bạn chơi mết Saman thì tôi chơi đánh tay Saman, được không? Đánh tay Saman, đánh với mết Saman cho thằng nào mạnh hơn. Ok. Thực ra nếu mà tôi có cái BKB nó cũng ok hơn nhiều. Nhưng mà trận này không có BKB anh em ạ. Vãi đái, không có đồ luôn. Thật sự là như thế luôn. Ây ôi, 4 Saman này. Búa xét. Rồi lên 10. 4 Saman nào. 4 Saman. Ơ thiếu một con. Phải có Storm Saman cơ. Không được. Rune. Kiếm một Storm Saman cái đã. Phải có Storm Saman. Storm Saman ra đi bạn ơi. Ui được rồi. Hay quá. Được rồi. Storm Saman vào thay cho con này. Ok. 4 Saman 4 đỏ anh em nhá. Quá tuyệt vời. Có nên chơi 6 đỏ được không? Hay là thôi chơi chuyển sang Saman luôn. Thực ra bây giờ máu nhiều chuyển sang 6 đỏ nó chả có tác dụng gì đâu anh em ạ. Chơi luôn Saman đi. Đẩy cho nó ác. Cho nó khắc nghiệt. Chơi Saman là cực kỳ khắc nghiệt luôn nha anh em nhá. Trận đấu nó có nhiều Saman nó đẩy cực kỳ căng luôn. Đấy. Anh em thấy trận này có 3 nhà Saman đẩy cực kỳ căng luôn. Mấy cái thằng mà hấp hối nó gặp Saman nó sợ lắm. Đấy, đấy, Saman này. Đó, Saman mết đánh với cả Saman Metalit. Xem nào ăn. Ui nhưng mà nó mạnh quá anh em ạ. Khả năng cao nó ăn. Không hiểu sao gọi lấy ra con heo ạ. Ơ không bạn ơi. Ui rồi, ui rồi, ui rồi, ui rồi. Ăn á. Thật không? Thật là ăn không? Không bạn ơi. Không dễ như thế đâu. Anh em thấy chưa? Khỏe mà. Bây giờ mới 4 thôi đấy. Tí nữa nó mới là 6. Rồi, luôn rồi. Không chơi đỏ nữa anh em nhá. Kiếm 6 Saman vào chơi luôn. Đây rồi. Đủ bộ ở đây anh em ạ. Đủ 6 Saman rồi này. Chơi luôn không? Bỏ đỏ nhá. Chơi luôn không nhỉ? Bỏ đỏ ra liệu có yếu không? Bởi vì hai con đỏ 2 sao ở phía trên. Tăng cơ nó cũng khá là mạnh đấy. Tôi thì tôi phải kẹp hai wizard 1 sao thì tôi nghĩ là từ từ đã. Bây giờ kiếm hàng Ryu đi. Bây giờ chỉ cần tôi ra thêm một con, một trong hai con thôi. Con Squire hoặc là con mèo 5 đô thôi là xong. Mết này, rồng mết à? Rồng mết không có cửa anh Saman đâu. Đi hiểu à? 40 máu à? À chưa, 40 máu thì chưa. Nhưng mà cũng mất nhiều máu đấy. Mất 20 máu luôn, một lửa số máu luôn. Ui rồi, một phát hai con luôn ạ. À. Thế thôi xong rồi. Ui giời ơi, nó lại như này đấy. Thôi. 6 Saman rồi anh em ơi. 6 Saman 4 Metalit nha anh em nhá. Xem cái sức mạnh của bộ này nó mạnh đến cỡ như nào. Thôi xong, bây giờ chắc thằng nào gặp tôi chắc thằng đấy bị đẩy cho chết luôn.
Một round 30 máu đó là bình thường anh em nhá. Quá tuyệt vời anh em ạ. Trời, chơi hàng riu hết như thế này thì căng quá nhờ. Tôi xả hết tiền luôn. Thế này khả năng thằng tiếp theo sẽ là cái thằng ra đi. Thằng là gặp tôi round tiếp theo, thằng ấy sẵn ra đi rồi. Mà hơi đen là trận này Ngộ Không là không lên được 2 sao. Đấy, lên được level 10 luôn, hết tiền rồi mà vẫn không ra được thêm con nào. Tôi chỉ cần một con nữa thôi mà, cố lên nào. Úi giời, gặp thằng này luôn đấy hả? Gặp thằng này luôn thế thì làm sao, như nào? 30 máu, 33 máu đi luôn không? 33 máu thì chắc là cũng chưa đi đâu, nhưng mà cũng chắc là cũng hấp hối. Chắc là cũng hấp hối rồi. Chắc là cũng hấp hối rồi anh em ạ. À, thằng này nó cũng 6 sao ma này. Ây da, càng đấy. Ui giời, 25 máu. Hấp hối thật sự. Đua đòi ở chơi Saman à. Ui giời, đua đòi kiểu gì, già 1 sao. Saman mết, già 1 sao thôi. Xác định xuống hố à. Không nói nhiều. Ok. Ngộ Không ơi, ra 2 sao đi. Ngộ Không 2 sao kết thúc trận đấu sớm nào anh em ơi. Cái con từ 10 nó rất hay nhá. Đấy là khi mà chúng ta cho vào thì thực ra chúng ta có thêm một con Saman nữa. Đấy, cái con mèo ấy, anh em để ý nó xem. Nó gọi thêm một con nữa, con đấy nó hóa Saman luôn. Rất hay. Rồi, đi rồi. Level 10 ra 1 sao. Nói thật với anh em là chơi kiểu level 10 1 sao ấy là không biết chơi Saman rồi. Tôi nói thật với anh em, đánh người ta đánh level 8 già 2 sao thì mới chơi. Đấy. Level 10 1 sao chắc chắn là không biết chơi Saman rồi. Tôi khẳng định với anh em luôn. Lần đầu chơi Saman à? Hay là nhìn thấy người khác chơi Saman nó học theo. Dã man, già 1 sao mà up lên 10 anh em ạ. Dã man chơi mết Saman già 1 sao up lên 10 để làm cái gì? Lên level 10 để làm cái gì? Tại sao không phải là ở level 9 nhỉ? Level 9 là 3 mét 6 Saman là đủ rồi. Lên 10 luôn cơ mà chịu cơ. Saman nó cứ như là chơi kiểu Metalist Saman đấy anh em ạ. Đây như tôi là phải 4 Metalist kết hợp với 6 Saman thì lên 10 nó là chuẩn rồi. Và đây chơi 3 mét kết hợp với 6 Saman đánh ở level 9. Già chưa lên được 2 sao up 10. Tại sao cứ ghép vào cái trận đấu gặp những cái người chơi như này nhỉ? Chơi nó mất hay đi anh em ạ. Ủa thật đấy, gặp những cái đối thủ mà nó không xứng tầm. Chắc là tôi sẽ phải làm một cái trận đấu nào đấy mà nó cũng phải làm lại để chơi với gặp những cái đối thủ nó trình nó cao hơn thì mới được anh em ạ. Mới test được cái sức mạnh ở cái đội hình này. Đấy, nhiều anh em cứ bảo tôi test đội hình nhưng mà bây giờ vào cuối mùa rồi. Cuối mùa rồi nên là thực ra anh em biết rồi đấy, cuối mùa thường là chúng ta sẽ không gặp những cái đối thủ nó mạnh đâu. Ở đầu mùa cơ anh em ạ. Nhá, nên là thôi để đợi đầu mùa tôi làm lại cái bộ này cho anh em xem. Ok. Thôi anh em xem tạm nhá. Có anh em bảo cứ tôi phải test đội hình này ở mức anh Queen. Thì đúng là đang là ở mức anh Queen thật. Nhưng mà Queen cuối mùa nó khác anh em ạ. Thế thôi đợi đầu mùa làm lại nhá. Chúng ta làm lại xem sức mạnh của đội hình này thực sự nó mạnh đến cỡ như nào. Bây giờ đánh cho vui thôi. Còn đánh kiểu gì chả top 1. Đánh kiểu gì cũng top 1 mà. Anh em yên tâm. Đấy, cái tầm này nhá, chập mết luôn, không có BKB vẫn top 1 như bình thường, có cái gì đâu. Đầu mùa đánh còn được 1.8 thì bây giờ cuối mùa thì anh em bảo làm sao mà không trượt được cái top 1. Rồi thật, trừ khi là tôi làm content tôi mới là bị thua rồi. Chứ còn tôi chơi những cái đội hình meta ấy. Đây là nó là đội hình meta đấy anh em ạ. Đấy mà một khi mà đã chơi cái đội hình meta Mắc Binh ấy thì không trượt được cái top 1 đâu. Đấy, khẳng định với anh em luôn. Rồi bây giờ đi từng nhà từng thằng một, đấm từng thằng một thôi, nhưng gì nữa. Bây giờ Ngộ Không có chưa lên là 2. Rồi Ronos này. Rồi đi hết rồi anh em ơi. Nhà già 1 đấu với cả nhà già 2. Ảo Maclara thật sự. Đen nhờ, Ngộ Không vẫn không một ra. Chết rồi, thằng kia ra online speed rồi kìa. Càng đấy. Đèn thật, không có BKB để chơi. Hay bây giờ kẹp cá nhỉ. Trận này không có Tesu. Bây giờ chỉ xếp khéo thôi anh em ạ. Xếp khéo ăn thằng này thôi.
bắt con già nó. Ok. À, già là có bowling anh em ạ. Không được rồi, không được rồi, không ổn. Ủa không bị hack kìa. Thế đéo nào mà có dây chuyền kháng mà vẫn bị hack là sao nhở? Điêu thật. Có dây chuyền kháng mà vẫn bị hack là sao? Ơ chưa? Không giải được hack à? Hack 1 là sao? Hack là hack hệ mà. Hack hệ tộc bây giờ tính là hack bậc cao à? Điêu nhờ. Đây rồi. Trùng cuối. À, thực ra cái con này nó lại không phải con co. Nó chỉ gọi ra là một con 5 đô 2 sao thôi. 5 đô 2 sao. À 5 đô 3 sao. Gọi ra con 5 đô 3 sao thôi. Bây giờ chỉ ăn được bằng xếp bài thôi anh em ạ. Trận này thực ra là đối thủ là nó hơn tôi ở cái là tôi không có cái đồ mà để kháng phép. Đấy. Tí nữa mà nếu mà cần thì chúng ta sẽ ghép vào 6 cái anh em nhé. Cần thì ghép 6 cái vào. Ok. Ở đâu rồi con già đó, đâu rồi? Già của nó bị hack ạ. Vãi cả đài ạ. Tôi đang tính là cái già con già nó bay xuống đây rồi tôi đập nó. Nhưng mà ai ngờ nó bị hack. Ờ được không? 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 Bộ không chết bố ở đâu. Căng quá nhờ. Tôi chết rồi, bị nó đè này. Không ổn rồi. Không ổn rồi. Không ổn rồi. Tôi hết tiền nó không ra ngộ không hay sao. Đen thế. Ngộ không ra rõ là sớm ạ. Lại Squire này. Đùa chứ. Bây giờ cái giới hạn truyền thuyết này nó chỉ có 8 con thôi mà. Rôn không ra. Cay thật. Càng đấy. Bây giờ chỉ ăn còn xếp bài thôi anh em ơi. Bây giờ bắt được con già không bị bừa, không bị hack xong blink xuống dưới này đập chết luôn. Xếp đội hình làm nào chuẩn chuẩn tí. Cái gì kìa? Nhẹ tay thôi còn được lên YouTube cây. Ư vãi đái. Mới cái thằng BP vào khi ạ. Vãi cứt. Đủ bản lĩnh sao không tự mình vào ăn đi mà nhường. Mà lại để cho người khác là phải nhường tôi. Mà có chắc là nhường được không? Nhìn con già bị đấm sấp mặt chưa? Này thì nhường này. Ôi giời ơi. Ui đây cái gì đây kìa? Không có BKB thì chưa có clip mới rồi. Có chắc chưa? Đùa chứ. Tôi nói thật với anh em là nhiều khi mấy cái ông mà để cái chữ BP ở đầu ấy, nó mang tiếng cái clan ra. Clan nhiều khi là chủ clan nó chả biết cái gì đâu. Chủ clan thì cũng cho gia nhập vào clan để cho là vui thôi, cho đông vui thôi. Đấy. Chủ clan hay là những cái người ở trong clan thì đa phần là những cái người mà người ta lớn rồi. Nhưng mà đấy có một vài cái thành phần trẻ trâu vào trong clan xong rồi là đi là cà khịa với những cái người khác gây vua. Thực sự là để cái tên BP nó rất là mang tiếng. Đấy, tôi nghĩ là như thế. Chủ clan nó biết được thì tôi nghĩ là cũng nên nhắc nhở anh em ở trong clan. Chứ còn đi đâu mà cũng cà khịa thì nhiều khi người ta cứ ghét ra nhá. Đấy, nhất là bây giờ lên cái kênh của tôi đấy, rất là nhiều người xem đấy, mang tiếng BP là bé pi clan nhưng mà toàn trẻ trâu. Đấy, người ta đánh giá nhau nhá. Chứ còn thắng thua là chuyện bình thường. Còn chơi nó phải fair play. Anh em hiểu không? Chơi phải hết mình. Còn chơi lại còn có cái thể loại nhường. Nói thật với anh em là tôi phải nói thật với anh em là nếu mà nhường ấy, không bao giờ tôi lên clip. Đấy, tôi khẳng định với anh em luôn. Chơi hết mình lên clip là mới hay. Đấy, còn mấy cái thằng mà nó bảo nhường ấy, tại sao không vào chơi nhỉ? Tại sao không vào chơi và nhường người ta? Nếu mà ăn được có nhường không? Tôi hỏi ông ăn được tôi, ông có nhường không? Đấy, chỉ một cái câu hỏi đấy thôi. Nếu ông trả lời được là ông nhường được thì ông ăn nói người khác nhường. Cái này nó rất giống như là một cái câu chuyện là như này. Đấy là một cái thằng bạn thân nó rủ tôi đi ăn chẳng hạn. Đấy, nhưng mà nó đi ăn, nó lại rủ không phải đi ăn mấy cái quán bình thường đâu. Rủ đi ăn hẳn quán cao cấp luôn. Được chưa? Đấy, rủ ăn quán cao cấp, ăn xong một cái gọi, em ơi tính tiền. Tính tiền cho bạn anh. Dã man. Nó giống hết như thế luôn anh em ạ. Con già mày vào đây, có chắc là nhường. Có chắc là nhường được không? Có chắc là nhường được không? Ồ, như nào, như nào? Như nào? Ui giời. Chắc chưa? Chắc chưa, chắc chưa? 38 báo, 31 báo này. Có lên kẹp cá không nhỉ? Thì cứ mua cá vậy nhá. Thôi rồi, bán cái con phong vũ đi. Tôi sẽ bán phong vũ đi luôn.
không lên được 3 sao đâu. Đen nhờ, không gian là cũng không luôn này. Đen thật sự luôn đấy. Bây giờ chúng ta chỉ bắt con già thôi, bây giờ đấu trí anh em ạ. À, để xem nó nhảy bên nào, bắt bên đấy thôi. Mày có nhảy bên này không? Thôi xạo rồi. Nó không nhảy bên đấy anh em ạ, à, nó để nguyên. Giá màn. Quả đấu trí căng đấy. Nó lại không có chuyển con già bên kia anh em ạ. À, nhưng mà tao hóa ngon. Nhưng mà tao hóa ngon. Như nào, như nào? Vẫn ăn cơ. Ôi có chắc nhiều được không? Đâu nhờ mấy cái thằng BP không nói gì nhờ. Bảo nó nhường tiếp đi. Xem có nhường không? Nhường quýt luôn đi cho nhanh. Ừ nhờ, tại sao không quýt? Đấy, nói chung là không nên nói thế. Bởi vì là bạn cây bạn có nói gì đâu. Không phải, chỉ có mấy cái thằng BP thôi. Vào kiện thôi anh em ạ. Rồi, chiến đấu phút cuối cùng anh em nhá. Ok, chuyển đồ cho Medusa. Có phải là bên kia là 6 sao man không? Đúng rồi anh em ơi. Chuyển lại. Bạn ơi. Già mới đứng trước mặt tao đây à? Mày nhảy vào mặt tao đây à? Ôi giời ơi, đã bảo là đấu trí rồi mà. Vừa lấy thì nó để nguyên, bây giờ tôi đến lượt tôi để nguyên. Dã man thật sự luôn. Đẩy 38 máu ơi kìa anh em ơi, anh em thấy chưa? Căng chưa? Dã man thật sự, mà cái đao cuối nhá là tôi còn bỏ vào có 4 sa man thôi đấy. Mạnh thật sự anh em ạ. Mà cái con Ngộ Không mà vẫn chưa lên được 2 sao đâu, chưa mắc binh. Chưa hề mắc binh luôn. Mạnh thật sự đấy. Tôi nghĩ là sa man ấy sắp tới đây là nó sẽ là cái bộ mà nó sẽ rất hot trong rank. Đấy, tôi khẳng định với anh em luôn, kể cả trong rank hay trong các cái lobby đánh giải hay lobby cốt tầm, nó sẽ có rất nhiều người chơi Saman. Giờ anh em thấy hay để lại tôi một like nha. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái, tôi dồn toàn bộ đồ cho Tabu Witcher làm co anh em nhé. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải, tôi dồn toàn bộ đồ cho con gấu mết ở trong cái bộ mết tối thượng 5 rồng 9 mết, cực kỳ là kinh khủng khiếp luôn. Và cuối cùng, đối với các anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh hoặc donate để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!